Hello, xin chào các bạn, mời chúng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với một cái video chia sẻ về nuôi hamster cũng như là chăm sóc hamster được cho các bạn nha. Và nội dung hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cách mà các bạn có thể vệ sinh cái vết thương cho mấy con chuột này khi mà nó cắn nhau rồi chẳng hạn đó, thì nó bị một cái vết thương nhỏ và lớn nha các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể vệ sinh vết thương với những cái dụng cụ, nói chung là cũng khá là đơn giản thôi, các bạn có thể mua ở ngoài tiệm thuốc tây hoặc là ở ngoài chợ vẫn được đấy, cũng khá đơn giản và rẻ tiền thôi nha, để giúp cho các bạn nào mà chuột của bạn nó bị thương thì các bạn có thể gọi là vệ sinh vết thương cho vết thương nó lành nhanh nhất, để tránh tới cái việc xấu nhất là nó bị nhiễm trùng nha các bạn. Nhiễm trùng thì nó sẽ gây làm mủ hoặc là nó bị lở ra, thì cái đó thì cũng rất là nguy hiểm đến sức khỏe con chuột hamster của các bạn nha. Rồi, và ở đây thì mình sẽ có một con chuột hamster sóc cái nha các bạn. Đây là bé cái. Con chuột này thì hôm trước mình bắt về đó các bạn, thì cái anh khách ảnh gửi cho mình, nhưng mà nó bị cắn lúc nào không hay các bạn, mình không hay, nó cắn ngay cái đầu nè, mà lông nó bị che lại đó các bạn. Đó, mình cái này thì mình đã điều trị cho nó đã lành rồi nha, và nó đã mọc lông rồi, rất là lành rồi. Ở đây cũng còn một cái thẹo nè. Đó, và mình có cái chụp lại cái bức ảnh mà lúc mình đang điều trị cho nó, để có gì một tí nữa mình tìm trong điện thoại và mình sẽ ghép vô video này cho các bạn xem chi tiết hơn nha. Đó, thì bé cái này nó bị cắn và bị một cái vết thương khá là lớn nha các bạn, khoảng đâu đó là khoảng 43 đến 4 mm á, khoảng 3 mm nha. Đó, một vết thương đó thì mình không để ý, lúc đem về mình không để ý, cho nên là mình nuôi khoảng 1-2 ngày thì nó bị nhiễm trùng nặng các bạn, và nó là đọng mủ ở trên cái đầu đó luôn. Đó, và nó phù lên một cục khá là to, và dẫn đến việc là con mắt của nó sẽ không có mở được tròn như vậy nha các bạn, và nó sẽ bị híp híp như thế này. Đó, và hầu như là con mắt của bên này nó không có thấy đường được. Đó, và mình thấy như vậy thì mình đã sử dụng cách của mình để mà vệ sinh. Đó, vệ sinh cho nó và nó hiệu quả và nó lành lại như ngày hôm nay. Đây, đó, lớp lông nó mọc lại rất là bình thường nha. Ở phía dưới này cũng có một cái mài nhỏ thôi, 1-2 ngày nó sẽ lành hẳn nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn nha, vệ sinh vết thương nhẹ cũng như là vết thương bị làm mủ cũng như là bị lở luôn nha. Đó, các bạn có thể áp dụng cái cách của mình và các bạn làm cho con chuột hamster của bạn. Thì theo mình thấy á, cái da của mấy con chuột hamster của các bạn này các bạn thì nó rất là dễ bị làm độc các bạn, vì dễ bị làm mủ á, cho nên là các bạn mà để chung những con chuột khác mà nó cắn nhau á, thì các bạn nên lưu ý là các bạn phải vệ sinh liền. Đó, thì thôi là nó làm mủ thì cũng không có tốt lắm nha các bạn, và dẫn đến là việc là hamster của bạn nó bị tử vong rất là cao luôn. Rồi, và đầu tiên là mình sẽ nói về tại sao hamster nó cắn nhau. Đó, hamster nó cắn nhau á là thường á là do các bạn để hai con đực với nhau. Hamster thì bản chất của nó là nó chỉ thích sống riêng lẻ thôi các bạn. Đó, và đặc biệt là các bạn để hai con đực với nhau thì nó tỷ lệ nó cắn rất là cao luôn. Tại vì con đực thì nó sẽ rất là quan trọng về cái lãnh thổ của nó. Mà các bạn để hai con đực gần với nhau, đó, ở chung một cái chuồng thì cái tỷ lệ nó cắn ra nhau rất là nhiều. Trừ khi các bạn nuôi hai con đực nó từ bé đến lớn thì tỷ lệ nó cắn rất là thấp. Đó, còn nếu như mà các bạn cỡ tuổi này các bạn để chung thêm một con đực vô đây nữa thì nó sẽ cắn nhau. Còn các bạn để một con đực với một con cái để chung như này các bạn ghép thì thường nếu như cắn là con cái cắn con đực thôi. Còn ngoài ra thì cái tỷ lệ phần trăm mà hai con cắn nhau rất là thấp, giống như con này. Ở hai con này thì xa lạ nhau, mình ghép hai con đực với con cái này thì nó không cắn nhau nha. Và khi mà con chuột bạn cắn nhau á thì nó sẽ có hai loại vết thương, một là vết thương nhẹ. Vết thương nhẹ là thí dụ như là nó bị chày xước ở ngoài da bình thường, và cái thứ hai là vết thương nặng. Vết thương nặng là do cái răng con chuột nó cắn sâu vào da của con chuột khác thì cái vết thương nó sẽ bị lở ra. Ví dụ con này nó bị cắn khá là nặng, vết thương khoảng 3 mm các bạn, 3 mm đối với một con chuột là rất là lớn nha. Đó, thì một vết thương nặng như thế mà các bạn lót ở trong cái lót chuồng mùng cưa như thế này thì nó sẽ có bụi. Có bụi thì cái bụi đó nó sẽ bám vào vết thương và nó sẽ gây ra là làm mủ cho cái vết thương đó rất là nhiều. Đó, và sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động của con chuột của các bạn, cũng như là để lâu nữa thì vết thương nó sẽ ăn ra những cái bộ phận khác thì sẽ dẫn đến là con chuột của bạn nó sẽ bị tử vong. Đó, rồi đối với những cái vết thương nhỏ thì mình sẽ nói sơ qua vết thương nhỏ thôi, tại vì vết thương nhỏ thì mình thấy là những con chuột nó sẽ rất lành rất là nhanh. Và những vết thương nhỏ thì các bạn có thể gọi là dùng nước pha với muối, đó, pha mặn mặn tí, rồi các bạn dùng bông tăm nha. Đây, bông tăm là loại này đó, hoặc là có nhiều bạn ở dùng khác thì gọi là rái tay hoặc là bông tai rồi đó. Đó,
Thì lão này, đó, các bạn thấm nước muối, các bạn vệ sinh cái chỗ vết thương cho nó nha. Rồi các bạn dùng dầu, dầu thì dầu gió bình thường các bạn, dầu nóng bình thường thôi, rồi nào cũng được. Đối với dầu á, thì theo mình nghĩ là hamster nó có liếm thì nó sẽ không có gây ảnh hưởng đến hamster nha. Đó, tại vì dầu thì đối với con người của chúng ta thì có thể là mình nuốt dầu thì nó sẽ không ảnh hưởng gì. Đó, thì theo mình nghĩ là chuột thì nó sẽ cũng không ảnh hưởng gì. Đó, các bạn có thể là dùng bông tăm này luôn và thấm miếng dầu vô. Đó, và thoa thoa ngay cái chỗ mà nó bị vết thương nhẹ đó, các bạn thoa vô. Đó, và cái đặc biệt nữa, để mà vết thương nó không có bị nhiễm trùng á, thì các bạn phải không có lót bằng mùn cưa này nha, mà các bạn thay vào đó là các bạn lót bằng giấy ăn. Đó, giấy ăn là loại giấy này, hoặc là giấy miếng, hoặc là giấy lâu nào cũng được, giấy ăn sạch là được. Và các bạn xé nhỏ ra, hoặc là các bạn để nguyên miếng này. Đó, các bạn lót, đó, lót dưới này, lót đầy hết nguyên cái chỗ này luôn. Và mỗi ngày các bạn phải mỗi thay nha, tại vì cái giấy ăn này á, thì nó thấm hút rất là nhanh, nhưng mà nó dơ cũng rất là nhanh luôn các bạn. Nó sẽ gây hôi khá là nhiều đối với so với mùn cưa này. Đó, cho nên là mỗi ngày, mỗi buổi tối các bạn đi học về hoặc là làm về đó, thì các bạn phải thay cái giấy ăn này, thay mới. Đó, và qua ngày sau các bạn phải thay mới luôn. Và thay và lót cái giấy ăn này cho con chuột của bạn đến khi nào mà vết thương nó lành lại nha. Vết thương của mấy con chuột này mà nó chịu lành á, thì theo mình thấy cũng rất là nhanh nha các bạn. Khoảng đâu đó là 3 đến 4 ngày thôi, cùng lắm là 1 tuần thì nó sẽ lành hẳn luôn nha. Đó, thì các bạn chịu khó thay mỗi ngày. Nó còn thức ăn, chén uống, thức ăn với lại bình nước đâu đó, thì các bạn cứ để bình thường như vậy. Chỉ có là lót qua cái giấy ăn này để cho nó không có bụi nha, không có bụi. Còn các bạn nào sang nữa thì có thể lót giấy gypsy á, bên mình có bán giá 20.000 một bịch nha. Các bạn có thể lót giấy đó đỡ một vài ngày gì đó thì hoàn toàn là không có bụi. Thì nếu như mà không có bụi thì bụi nó sẽ không có bám vào vết thương và sẽ không có gây nhiễm trùng, gây lở vết thương của mấy con chuột của bạn nha. Và cái vết thương mà nó bị nhiễm trùng, nó bị gây mủ thì phải làm sao? Thì cái vết thương đó là dạng nặng rồi, mình phải dùng đến thuốc nha các bạn. Thì đối với những cái vết thương mà nặng á, ví dụ con chuột cái của mình hồi nãy mình có nói thì nó bị ở trên phần đầu các bạn. Đấy, sát bên con mắt bên trái của nó luôn. Đó, thì dẫn đến việc là con mắt của nó sẽ không có mở ra được tròn như thế này. Đó, đối với con chuột này của mình á, thì mình thấy nó có một cái mài mà vết thương của nó để lại đó các bạn. Thì mình... gọi là dùng cách để mà mình gỡ cái mài đó ra. Đó, và trong cái mài đó thì có rất là nhiều mủ. Đó, rất là nhiều mủ, thì nó làm mủ rồi thì nó sẽ có rất là nhiều mủ. Và mình dùng giấy mình nặn hết cái phần mủ đó ra nha bạn, nặn hết phần mủ đó ra. Đó, các bạn nặn sao mà cho cái cục mủ nó xẹp lại hẳn luôn. Đó, và nặn cũng nhẹ nhẹ thôi nha. Thì con đối với con cái này của mình á, thì con chuột này của mình á, thì nó cũng khá là ngoan các bạn, nó để cho mình nặn. Còn cái nhiều còn có thể là chuột của bạn nó sẽ quậy, đó, nó sẽ không có cho bạn nặn đâu. Tại vì lúc nặn này nó sẽ khá là đau, thì thế nó sẽ không có cho bạn nặn mũ ở đâu. Thì thế là các bạn phải tìm cách nha. Nếu như mà nó cắn thì các bạn có thể mua thêm một cái bao tay gì đó các bạn đeo vào, và tìm cách nặn cho nó ra hết phần mũ ở chỗ vết thương nha các bạn. Các bạn mà để lại thì qua ngày sau nữa thì nó sẽ lại là mũ nữa. Các bạn phải nặn thật là sạch nha. Rồi sau đó các bạn dùng cái nước oxy già này. Đây, nước oxy già 3%. Loại này thôi cũng được. Đó, loại này giá rẻ đó các bạn, mua như 2.000 chai thôi. Đó, các bạn mua loại này. Rồi các bạn nếu như mà vết thương mà ngay kế bên con mắt á, của con chuột á, thì nó khá là nguy hiểm. Cho nên là các bạn hãy lại dùng bông tăm nha. Đó, dùng bông tăm. Các bạn có thể đổ ra cái chung này nè. Đó, đổ ra đầy rồi các bạn thấm bông tăm. Rồi các bạn thoa vào cái vết thương cho cái oxy già này nó xèo xèo, nó nổi bọt á, thì nó sẽ trùng cái vết thương, cái chỗ mà mủ nó đang làm mủ, chỗ vết thương của mấy con chuột của bạn đó. Đó, cho nó sáng trùng khoảng đâu đó là một vài giây nha, khoảng một vài giây cho sáng trùng kỹ. Rồi các bạn lấy giấy, các bạn lấy giấy các bạn thấm liền nha. Và lưu ý là các bạn phải giữ con chuột, đừng có cho con chuột nó dùng tay hay là dùng lưỡi nó liếm cái vết thương nha các bạn. Đó, các bạn lấy giấy các bạn thấm liền. Rồi các bạn làm lại như thế một lần nữa và cho nó sát trùng hai lần nha, cho nó thiệt sạch cái chỗ mà vết thương làm mủ nha. Đó, rồi các bạn lại dùng giấy các bạn thấm cho nó sạch nha, thấm cho nó sạch nha các bạn. Tại vì có oxy già rất là hóa chất cho nên là các bạn không thể nào mà cho con chuột nó liếm được nha. Còn đối với dầu á, thì con chuột nó liếm thì ok, không sao, không ảnh hưởng gì nhiều. Sau đó thì các bạn mua giùm mình cái loại thuốc này. Đó, cái loại thuốc này thì mình không biết đọc như thế nào. Thì hôm trước mình ra mình hỏi cái anh bán thuốc á, thì anh nói là cái loại này là vừa sát trùng với lại là vừa làm lành vết thương luôn. Đó, thì mình thấy khá là ok, nó cũng giống như thuốc đỏ nha các bạn. Nhưng mà mình thấy cái hiệu nó khác chai thuốc đỏ nha. Đó, đây,
nó nói thì cái loại này nó không gác, và mình xức cái thuốc này vô cho cái con chuột của mình đó, thì mình thấy là con chuột của mình nó cũng không có gọi là biểu hiện của sự đau hoặc là gác các bạn. Đó, cái chai như thế này đó, và bên trong nó màu đỏ y hệt thuốc đỏ luôn các bạn. Đây đó, thì các bạn cũng dùng bông tăm, đây bông tăm các bạn thấm một cho nó ướt ướt cái bông tăm ha. Đây mình lấy nét cho bạn xem, cho nó ướt cái bông tăm, rồi các bạn thoa vào cái chỗ mà hồi nãy các bạn mới vệ sinh bằng oxy già đó. Đó, các bạn thoa vô, đó thoa một lớp vừa phải thôi, chứ đừng có gọi là thoa tèm lem hết trơn nha, thoa ngay cái chỗ vết thương thôi, đừng thoa tèm lem. Thoa tèm lem là hồi một tí là con chuột của bạn nó lại liếm nữa. Rồi các bạn thoa cũng vừa phải thôi, chứ không có gọi là gì quá dư nha, chỉ là một lớp gọi là cho nó dính dính ngay vết thương thôi, để cho cái thuốc này nó là làm lành vết thương lại nha. Đó rồi các bạn để trên cái thuốc này thì nó mình để một thời gian ngắn bạn, khoảng đâu đó là 1-2 phút gì đó, thì theo mình thấy là nó sẽ khô lại nha các bạn, nó sẽ khô lại. Thì các bạn có thể là lấy cái quạt là cái gì đó làm cho nó khô nhanh hơn một tí đó, để cho cái thuốc này nó khô vô cái vết thương, thì con chuột của bạn nó có gọi là quẹt quẹt cái tay của nó thì nó sẽ cũng không có ảnh hưởng gì nhiều khi mà nó liếm nha. Đó, và các bạn nhớ lưu ý là phải làm cho cái thuốc này nó khô nha, và đừng có quẹt cái thuốc này mà tèm lem hết ra phần lông khác nha các bạn. Đó, ngay cái vết thương các bạn vệ sinh chỗ nào thì thoa cái thuốc này ngay chỗ đó thôi. Và về cái lót chuồng thì cũng giống như là các bạn điều trị vết thương nhẹ luôn, bạn vẫn lấy giấy lót nha, và tuyệt đối không lót mùng cưa hoặc là bất kỳ cái lót chuồng nào khác, tại vì những lót chuồng khác thì nó đều có bụi hết. Đó, mùng cưa thì đặc biệt là nó có, cũng có bụi luôn nha các bạn, chứ không phải là không có bụi nha. Đó thì các bạn lót bằng giấy thì nó sẽ không có bụi, và nó bụi nó sẽ không có bụi thì cái vết thương nó sẽ lành nhanh hơn. Đó, còn các bạn lót bằng cưa này thì các bạn có điều trị hoài thì bụi nó vẫn bám vào vết thương các bạn, thì nó sẽ gây gọi là lở ra, ngày càng vết thương nó càng nặng thêm thôi. Và qua ngày hôm sau ngày hôm kia đó thì các bạn lưu ý là phải gọi là quan sát con chuột bạn, quan sát cái vết thương xem mà nó có tiến triển tốt không, nó có lành không, và mủ nó có làm mủ lại nữa hay là không. Nếu như mà nó làm mủ lại thì nó sẽ có một cái lớp mài, và các bạn hãy là tìm cách để tháo cái lớp mài của nó ra đó. Và các bạn tìm cách tháo lớp mài nó ra, các bạn lại vệ sinh bằng oxy già một lần nữa, và vệ sinh này lần thứ hai thì các bạn cũng làm như lần đầu luôn nha, và cũng thoa thuốc vào đó, cũng thoa cái loại thuốc này vào đó, thoa một lớp vừa phải thôi. Và mình nghĩ là lần thứ hai thì nó sẽ gọi là vết thương nó sẽ không làm mủ nha, và đó khi nào mà vết thương nó làm mủ thì các bạn mới là tháo cái lớp mài của vết thương ra thôi nha các bạn. Còn nếu mà nó không làm mủ mà nó có biểu hiện lành rồi thì các bạn cứ để nguyên, và để khoảng 1-2 ngày sau thì nó sẽ bắt đầu lành rất là nhanh nha các bạn. Và video của mình chia sẻ đến đây cũng sẽ kết thúc nha các bạn, và hy vọng là cái video này của mình sẽ giúp cho được nhiều bạn vệ sinh được những cái vết thương do con chuột nó cắn nhau, hoặc là do mèo rồi đó. Đó, có nhiều bạn nuôi chó mèo mà ở nhà bạn thích nuôi chuột á, thì nhiều khi con chuột nó trốn ra ngoài thì bị mấy con mèo rồi nó cạp, nó tha đường vòng, sẽ gây thương tích cho cơ thể con chuột của các bạn. Đó, thì có thể áp dụng cách này của mình và vệ sinh theo cách này thì vết thương của con chuột của bạn nó sẽ lành lại rất là nhanh. Đó, và sau một thời gian lành lại khoảng 1-2 ngày, cùng lắm là 4 ngày đó, thì lông nó sẽ mọc lại bình thường nha các bạn. Đó, khi mà bị thương, khi điều trị vết thương đó, thì cái phần lông nó sẽ bị rụng nha, và sau khi nó lành lại hết rồi thì lông nó sẽ lại mọc lại đều như thế này. Đó, và con này nó cũng còn khá là ốm các bạn, đang bồi dưỡng cho nó nha. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Và nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích cho các bạn trong quá trình các bạn nuôi hamster rồi đó, thì các bạn có thể nhấn cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video để cho các bạn xem nha. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.